tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang đứng ở sân bay Nội Bài, cửa đi quốc tế. Đây là anh xin hỏi là một anh đến từ đâu ạ? Bao nhiêu ạ? Hôm nay là mình đi theo ngân hàng nào ạ? Sang ngân hàng ạ? Mình công việc mình sang bên đấy và mình chủ yếu là mình làm công việc gì ạ? Chế biến. Anh đã được công ty mình dẫn qua cái căn nhà này đúng không ạ? Mình cảm thấy là phù hợp và mình thấy đây đúng không ạ? Với cái cơ hàng này thì mình đi trong bao lâu ạ anh? Đi được 3 năm. Thì cái chương trình này thì cũng đang được rất là quan tâm. Xin có là anh có sức khỏe sang bên đấy sẽ làm việc tốt hơn, và khi mà hôm bên đấy sẽ có một công việc lâu dài cả. Sau khi mà chúng ta về sẽ chia sẻ cho những người thân, anh em bạn bè, người dân ta, chia sẻ anh nhé.